Xin chào, mình tên là Lan, hiện tại thì mình đang là quản lý nhân sự cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là một người phụ nữ rất là năng động nè và đam mê thử thách nữa, nên là mình luôn phải giữ gìn sức khỏe thật là tốt để vừa có thể cân bằng được công việc nè, cũng như là chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng mà đôi khi công việc nó không theo ý mình được, nhiều khi nó áp lực và mệt mỏi rất là nhiều luôn. Là nhiều khi đi làm về thì mình chỉ muốn ngủ ngay thôi chứ không có muốn làm gì thêm nữa. Và lần này mình tìm đến Healthcare để mà mong muốn có thể tìm được một liệu pháp giúp mình có thể trẻ hơn và khỏe hơn nè. Là mình chọn cái phương pháp kích hoạt cơ thể siêu phục hồi IHHT. Thì bác sĩ có giải đáp cho mình á, phương pháp này được ví von giống như là leo núi Himalaya vậy á mọi người. Nghe rất là thú vị luôn đúng không? Và thật sự đây là phương pháp rất phù hợp với những người mà đam mê vận động giống như mình. Phương pháp IHHT sử dụng trang thiết bị hiện đại, được Viện Paracelsus Thụy Sĩ ứng dụng rộng rãi hơn 40 năm qua và chuyển giao công nghệ cho Healthcare. Khách hàng sẽ được tập luyện hít thở sâu với nồng độ oxy tăng giảm xen kẽ, được ví von như việc leo núi Himalaya tại chỗ. IHHT kích hoạt chế độ siêu phục hồi, tăng sức mạnh của hệ hô hấp, hệ tim mạch, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu, tăng cường sinh lực. Ngoài ra, IHHT giúp tăng cường trao đổi chất, chống lão hóa, tăng sức đề kháng và tăng hiệu suất công việc. Liệu trình IHHT được thực hiện trong vòng 40 đến 50 phút. Mình cảm thấy đây là một phương pháp rất là đặc biệt luôn, bởi vì lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác mà ngồi một chỗ và hít thở thật sâu với cái lượng oxy tăng giảm liên tục giống như là mình đang leo núi thật luôn. Ban đầu thì mình cũng có hơi hồi hộp một chút xíu do phải đeo mặt nạ nè, nhưng mà sau khi thực hiện nhiều cái buổi về IHHT á, thì mình thấy là nó đem lại những cái hiệu quả rất là tích cực với cơ thể của mình. Mình ngủ ngon hơn nè, tinh thần sảng khoái hơn, da dẻ hồng hào hơn, và đặc biệt là bây giờ dù có phải làm việc liên tục nhiều tiếng đồng hồ nhưng mà mình vẫn cảm thấy là năng lượng rất là dồi dào luôn, chứ không có còn mệt mỏi và uể oải giống như trước đây nữa. Và ngoài ra mình còn được biết thì phương pháp này còn giúp ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu nè, ổn định huyết áp, tăng cường sức đề kháng và đặc biệt là còn chống lão hóa nữa. Đây thật sự là một phương pháp rất phù hợp và rất cần thiết đối với những người bận rộn giống như mình.